huấn luyện viên Park Hang-seo bị lăng mạ, tài khoản giả, bức xúc là thật. VFF khẳng định, fanpage của huấn luyện viên Park Hang-seo là giả, nhưng phản ứng của cộng đồng mạng trước những lời tục tĩu nhắm vào huấn luyện viên người Hàn là có thật. Sau thất bại 1-3 của Olympic Việt Nam ở trận bán kết, trong khi số đông người hâm mộ vẫn bày tỏ tình yêu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, thì một bộ phận cổ động viên căn cứ vào một vài biểu hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc để cho rằng thất bại đã được sắp đặt, dựa vào một số hình ảnh như huấn luyện viên Park Hang-seo cười nụ sau khi chứng kiến bàn mở tỷ số của Lee Seung-kwon bên phía Hàn Quốc, hay hình ảnh nhà cầm quân 59 tuổi sang bắt tay vui vẻ với huấn luyện viên Kim Ha-bun cuối trận. Một số cư dân mạng cho rằng huấn luyện viên trưởng của Olympic Việt Nam đã cố tình có những sự sắp xếp lực lượng bất hợp lý, chọn sai chiến thuật để nhường vé vào chung kết cho đội bóng quê hương. Cay nghiệt hơn, một trang fanpage giả mạo của huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng chiêu trò để tăng lượt like, theo dõi bằng cách cho đăng lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về thất bại trước Olympic Hàn Quốc. Sau đó admin lại tạo ra một vài tài khoản ảo khác để đăng tải những lời lẽ tục tĩu, chỉ trích cách sắp xếp đội hình của huấn luyện viên trưởng Việt Nam. Từ đó, fanpage giả của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi, like, chia sẻ và bình luận tăng chóng mặt. Trao đổi cùng ban huấn luyện Olympic Việt Nam, sáng ngày 30 tháng 8, tất cả đều khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo không sử dụng Facebook, chỉ làm việc qua mail cá nhân và điện thoại. Điều này cũng từng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo trước đây. Vì vậy có thể khẳng định trang fanpage trên là giả mạo huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù lời đăng tải khá đúng tâm trạng, tôi xin chân thành xin lỗi những người hâm mộ Việt Nam vì chúng tôi đã không thể chiến thắng trận đấu hôm nay, những cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm. Trong trận cầu hôm nay, trang fanpage giả đã viết. Tuy nhiên, cũng từ phản ứng của người hâm mộ khi đọc được những dòng bình luận tục tĩu nhắm vào huấn luyện viên Park, có thể thấy cổ động viên bóng đá Việt Nam tôn trọng và yêu mến nhà cầm quân người Hàn Quốc như thế nào. Tôi không còn biết diễn tả như thế nào về cảm xúc xấu hổ nhất, tức giận nhất của mình khi phải đọc những dòng bình luận từ một số anh hùng bàn phím nhắm vào huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Ông là người hùng của bóng đá Việt Nam, một thất bại trong thế trận, ngẩng cao đầu trước đối thủ đẳng cấp như Hàn Quốc, với những ngôi sao từng đánh bại cả nhà vô địch World Cup 2014 là tuyển Đức ở đất Nga cách đây 2 tháng, vậy mà vẫn bị một số kẻ dùng những ngôn từ tục tĩu nhất để chỉ trích ông. Họ không bao giờ có thể đại diện cho hàng triệu cổ động viên luôn trân trọng và cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo cả. Cổ động viên Lương Thị Kim Nhi bức xúc bình luận. Trong khi đó, cổ động viên Hà Lan Anh đã gửi những lời chia sẻ đến huấn luyện viên Park Hang-seo bằng tiếng Anh, với nội dung được hàng nghìn người hâm mộ tán đồng. Đừng bận tâm những gì họ nói, thưa huấn luyện viên Park Hang-seo. Một số người nghĩ rằng họ thông minh hơn ông, nhưng họ không làm được gì cả. Bất kỳ ai hiểu biết về bóng đá và yêu đội tuyển Việt Nam đều biết rõ nỗ lực của ông và các học trò. Chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Thầy trò ông đã mở ra một thập kỷ bóng đá nhiều kỳ vọng cho Việt Nam, còn cá nhân ông đã mang đến vinh quang cho người hâm mộ chúng tôi. Người hâm mộ chân chính sẽ luôn đánh giá cao những gì ông đã làm cho đất nước của chúng tôi và luôn tự hào về U23 Olympic Việt Nam. Cảm ơn ông vì tất cả. Dù cả tài khoản của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như những người công kích ông đều là giả mạo, thì cũng chứng minh một thực tế là khán giả bây giờ đã tỉnh táo hơn, xem bóng đá văn minh hơn và không chấp nhận những hành vi tục tĩu làm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng cổ động viên. Ngay cả khi ông Park và cộng sự sai lầm về nhân sự và chiến thuật, điều mà ngay cả những huấn luyện viên bậc thầy đôi khi cũng khó tránh khỏi. Họ cũng không thể nhận những lời chỉ trích thiếu tính xây dựng, không thiện chí và vô văn hóa như thế. Không thể hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cùng Olympic Việt Nam dồn sức cho trận tranh huy chương đồng vào chiều ngày 1 tháng 9 tới. Trong trận đấu bán kết ASEAN 2018 với Olympic Hàn Quốc, bàn thua sớm ở ngay phút thứ 7 đã khiến đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn khi đương kim vô địch sở hữu một đội hình mạnh cùng nhiều ngôi sao trong đội hình. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình ở những phút sau đó, nhưng Olympic Việt Nam đã phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 27 và 55.
Olympic Việt Nam chỉ thi đấu khởi sắc khi Olympic Hàn Quốc chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu ở những phút sau đó và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-3 nhờ pha lập công của Minh Vương ở phút 70. Trong những phút cuối trận, đội tuyển Olympic Việt Nam tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nữa về phía khung thành Olympic Hàn Quốc, nhưng các chân sút không tận dụng được thành công cơ hội của mình. Thất bại 1-3 khiến Olympic Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải xuống thi đấu trận tranh huy chương đồng. Trao đổi với báo chí sáng ngày 30 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định quyết tâm cùng Olympic Việt Nam giành tấm huy chương đồng giải đấu trên đất Indonesia. Vị chiến lược gia 59 tuổi muốn các học trò tập trung cho trận đấu với Olympic UAE diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 9 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Olympic Việt Nam không có vấn đề gì về chấn thương sau trận đấu với Olympic Hàn Quốc. Sáng nay tôi có gặp toàn đội và cùng bác sĩ kiểm tra sức khỏe các cầu thủ thật tốt vì không có ai chấn thương cả. Văn Hậu và Đình Trọng có chút vấn đề nhưng không đáng kể. Chia sẻ về tình hình của Olympic Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết hôm nay những cầu thủ thi đấu bán kết sẽ tập hồi phục với huấn luyện viên thể lực. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải phục hồi tinh thần. Sáng nay tôi thấy bầu không khí trong đội có phần chùn xuống, mọi người buồn vì thua trận bán kết. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 59 tuổi khẳng định mục tiêu sẽ đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ quê nhà bằng việc đánh bại UAE ở trận tranh huy chương đồng tới đây. Tôi có nói trước cả đội rằng Việt Nam vẫn còn một trận nữa và tất cả phải phấn chấn lên. Chúng ta phải đền đáp tình cảm sự ủng hộ của người hâm mộ, không bằng huy chương bạc hay huy chương vàng thì cũng phải bằng chiếc huy chương đồng. Tại AZ 2018, UAE vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng đấu loại trực tiếp. Olympic UAE đều phải trải qua loạt đá luân lưu để vượt qua Indonesia và Triều Tiên. Ở trận đấu tại vòng bán kết, Olympic UAE để thua Olympic Nhật Bản với tỷ số 0-1 sau 90 phút thi đấu. Trong cuộc trao đổi của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đã có đầy đủ những dữ liệu về đội bóng Tây Á và cho biết cả đội sẽ có buổi họp để phân tích về đối thủ. Tôi có xem UAE đá trận bán kết qua TV, các trợ lý của tôi cũng đã thu thập đầy đủ băng hình cũng như thông tin về họ. Trong chiều nay chúng tôi sẽ họp để phân tích về đối thủ này. Dù đánh giá Olympic UAE có khả năng thi đấu đa dạng theo nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chỉ ra tử huyệt của đối thủ là điểm yếu về thể lực. Nhưng nói chung đã vào tới bán kết, chúng ta không thể coi nhẹ đối thủ nào cả vì mỗi đội đều có một đặc trưng. UAE nhìn chung đá đa dạng, họ có thể đá theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 với các cầu thủ đá cánh giàu tốc độ đột phá. Tuy nhiên, tôi nhận thấy vào hiệp 2 trận đấu ở Nhật Bản, thể lực của các cầu thủ UAE xuống rõ rệt. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ kế hoạch đánh úp Hàn Quốc bất thành. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông tính toán sẽ tung những con bài tẩy vào sân sau phút 60. Sáng ngày 30 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành ít phút trao đổi với truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp tại Indonesia. Ngay khi bước vào phần trao đổi, ông phát hiện có một phóng viên Hàn Quốc trà trộn nên đã yêu cầu bộ phận truyền thông VFF mời phóng viên đó rời khỏi khu vực tác nghiệp. Đầu tiên ông Park thừa nhận Hàn Quốc mạnh, có nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng ông không dự đoán được Olympic Việt Nam lại thua sớm như vậy. Họ mạnh hơn chúng ta, nhưng tôi cũng đã tính toán rồi. Nếu chúng ta cầm cự được hết hiệp 1 thì sẽ có cơ sở để tin vào chiến thắng. Tôi cũng tính từ phút 60 tôi sẽ có những sự thay đổi người để đảo ngược tình thế. Tiếc là chúng ta bị thủng lưới quá sớm dẫn tới kế hoạch này bị đổ bể. Về việc rút Đức Huy và thay Văn Quyết vào sân ngay trong hiệp 1, ông Bách lý giải Văn Quyết sức khỏe không thực sự tốt và tôi dự tính Quyết sẽ phát huy vai trò của mình rất tốt ở hiệp 2. Nhưng khi thua sớm tôi buộc phải đưa Quyết vào để cân bằng lại thế trận, bản lĩnh kinh nghiệm của cậu ấy sẽ giúp sốc lại tinh thần của toàn đội. Được biết, trong buổi sáng ngày 30 tháng 8, những cầu thủ thi đấu trận bán kết đã đi dạo thả lỏng ở hồ bơi. Những cầu thủ không thi đấu sẽ tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực. Chiều cùng ngày, huấn luyện viên Park
sẽ họp cùng trợ lý để lên đấu pháp cho trận tranh huy chương đồng với UAE vào ngày 1 tháng 9.